thì cũng có một giải pháp là tụi em đi mượn nợ. Mượn nợ cha mẹ, mượn nợ bạn bè, mượn nợ người thân. Cái cuối cùng mượn nợ ngân hàng. Nhưng mà anh nói em nghe vậy nè, mượn nợ thì mượn mẹ nó ngân hàng đi nha. Thí dụ như sau này lỡ có bể nợ thì nhảy lầu chết thôi, nó không ảnh hưởng tới người ta. Em đã mua được miếng đất rồi, em xây nhà phải full phép. Còn em lỡ mua cái nhà của người ta rồi mà nhà của người ta có hai tấm gài bom đặt dịch cho nó nổ đi, để mình xây lại, đúng không? Thà đặt hết, để mình xây lại cái đằng khác. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, Dreamer làm giàu, Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Trời ơi lạnh quá à. Nói mấy em thấy không? Bây giờ Sài Gòn nó rộng lớn vậy đó. Đất cát thì nó rất là nhiều, nhà cửa cũng bao la luôn. Đó, thì tụi em phải tìm cho mình được một cái nhà thôi. Tụi em nhìn đất nó còn quá trời, quá đất kìa. Nguyên cái sân banh nằm ở dưới luôn kìa, thấy không? Vậy thì mình lựa cái miếng đất nào để mình mua cho nó có tiền, nó sinh lợi và nó làm cái chốn an cư lạc nghiệp. Ở Sài Gòn này em gọi là kiếm tiền nó mới khó, bởi vì dân tứ xứ nó đổ vô Sài Gòn ghét kẹt xe thấy bà luôn. Em nhìn thấy không, nguyên nhà già trọ cứ một căn nhỏ nhỏ là 2 triệu, nếu mà một phòng đó là 1 triệu đó. Giờ giấc vô tư, gái gú thoải mái, nó không có kiểm soát. Mình ở đây với là mình mua đất, mua nhà, mình cho tôi mở phòng trọ cho thuê cũng được. Nguyên khu nè, khu phòng trọ không á. Em nhìn mấy cái nhà lụp sụp vậy thôi, chẳng qua là người ta để đó, người ta cho thêm phòng trọ. Rồi từ từ người ta tính, hiểu không? Kìa, chung cư kìa không? Đó, chung cư lóc cạch hết, đằng kia xa xa kìa. Đó, thằng lên mạc kìa. Đó, thấy không? Tao chỉ đại thôi chứ sao mày thấy nổi. Tối tao mới thấy được, hiểu không? Tối nó sáng lên mới thấy. Đó, chung cư đó đó, lóc 2 tỷ một trang. Wow. Vậy thì bữa nay mình làm bài toán nhỏ thôi. Nhà nhỏ thôi em, đừng nói chuyện tỷ tỷ nghe ghê quá. Mình nói chừng 5 tỷ đô lại thôi. Mình nói chừng 5 tỷ đô lại thôi. Vậy thì những cái nhà ở đây nè, tụi em nhìn nè, 5 tỷ đô lại hết. Nhà kiến trúc Việt Nam nó xây từ lưa hết, mỗi cái một kiểu. Bạn thích ở chung cư thì bạn mua chung cư bằng ở. Bữa nào tôi đi quay chung cư cho coi. Tôi có 20 cái chung cư cho mướn. Đó thì cái đó là mình mấy em thấy mà tiền anh đồ anh giá mẹt á. Là mấy bữa đó anh đi lấy tiền chung cư. Nói thật sự bạn Duy có 20-30 cái chung cư. Cái chung cư cho thuê tùy à. Nếu mà gia đình thuê thì lấy 13 triệu. Còn nếu mà em gái nào mà dưới miền Tây lên mà cũng như là lạ lướt lạ cái mà việc làm chưa ổn định á, giống như đi phục vụ nhà hàng hay là đi phục vụ karaoke gì mà mới làm mới lương chưa cao thì lấy 9 triệu. Đó. Con nào hơi kém nhan sắc một tí thì lấy 10 triệu. À, còn nếu mà đẹp đẹp xíu nhiều khi free luôn. Tại vì nói chung đó là Duy là phải ủng hộ à, những em đẹp đẹp vậy là mình phải tạo điều kiện cho những em đó bay cao và vươn xa nha. Thì mấy chục chung cư đó thuê đất đổi qua ngày thôi. Đầu tư mà bạn, nhưng đầu tư. Còn nhà phố á, là Duy cũng cho thuê. Mà Duy đang đứng ở đây là nhà của Duy nè. Nhà của Duy nha. Ở dưới á, là mở phòng gym. Còn có cái chơi, có chuồng cu ở trên đây thì để ở chơi vậy thôi. Nói chung là mỗi lần qua đây á, mà mình coi phòng á, với mỗi lần qua đây mà mình quay video gì đó thì có nên gọi là có nơi dừng chân. Wow. Nó nào ngay có nơi dừng chân, tắm rửa này nọ, ăn uống cho nó riêng tư một chút. Mình là chủ cả mà nhiều khi mình tắm ở dưới á, thì nó ảnh hưởng nhân viên với khách thấy nó dọt, đúng không? Nên đây tắm nè, cơ người của Duy như đây thôi. Chỗ này với bạn thiệt á, mày xin giới thiệu. Này xây dựng là hàng xá thôi, không phải là nhà chính nha mấy bạn. Nhà này nhà phụ. Nhà này xây giống như là có chỗ ăn chỗ ở thôi chứ không có gì hết trơn. Mà nhìn kìa nó. Đó, bạn nhìn ở đây là đường đi giống phòng trọ không? Giống khách sạn không? Giống khách sạn không? Một phòng, hai phòng, ba phòng, bốn phòng, ngoài kia có sân. À. Cho nhân viên nó ở mà. Ví dụ như thằng Phong gì đó nó kiểu làm biến tiền rồi nó làm biến đi thuê nhà ngoài 2 triệu đây ở free, nhà bự nữa. À, rồi đi ăn sao đây? Này. Bạn dễ thấy không? Nhà này hướng gì? Mặt trời chiếu kìa. Cái cửa này cửa sau, xưa nhà này hướng đông.
của trước kia, của sau đây, mặt trời chiếu vô đây, buổi chiều. Nè bạn nhìn cái dãy nhà này nè ha. Trong cuộc đời các bạn nhìn những cái nhà đó thôi. Đừng nhìn chỉ cao xa ghê gớm, đúng không? Nhà này nhà hẻm xe hơi. Hẻm xe hơi, hẻm thông. Nó nhìn nhà đó kìa. Thí dụ như mấy em muốn nhà nào. Đó, mấy cái nhà cho đó nha, chúng ta em chỉ rồi nha, đừng nhìn lộn nhà nha ba. Ôi, mấy nhà bên đây nè, khu bên nhà bên đây là nhà mới. Những cái nhà đó mua là bảo đảm không sợ gì cả. Chỉ sợ không có tiền thôi, pháp lý là ok. Tụi em nhìn những cái nhà này bảo đảm pháp lý không gì sai hết á. Có sổ đỏ là bụp, thế thôi. Đúng không? Có sổ đỏ, xác định đúng tên, đúng chủ vô gặp hai chồng chủ nhà đúng không? Đưa chứng minh dân coi, à nhìn tên bà này, nhìn tên ông kia. Xong rồi coi cái tuổi ông bà sao, nhìn mặt già hát có giống hay không giống. Đó, mình nói chung là xác minh chính chủ rồi mua nhà đó, đặt cọc xong rồi ra công chức bụp vô ở. Khỏe bân rồi mấy em. Mấy em có mua nhà khỏe bân à. Quan trọng là giá bán có mắc hay không. Ví dụ như nói anh đón lầm nhà đó thì bỏ ra chừng nhà chắn chắn đó đó. Theo nhanh nghĩ 6 tỷ đổ lại. 6 tỷ đổ lại. Nha. Mà hồi nãy á, mà mình chơi cái bài toán là dưới 5 tỷ thôi, mình nên kiếm cho. À có rồi. Nhìn nhà không? Nhà máy tôn kìa. Nhà máy tôn có bồn nước nằm trên đầu kìa. Nhà đó chắc chuyện 2 tỷ mấy em, nhà nhỏ. Không vậy ở được rồi. Cái điều mà Di muốn nói ở đây á, mình mua nhà ở á, là mình mua cái nhà nó vừa tiền. Cái nhà nó có sổ sách đàng hoàng. Và cái giá thị trường á, bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh này á thì nó cũng không mắc lắm đâu. Nó không có mắc bằng ngoài Hà Nội nha mấy em. Anh nói xạo á. Đây là vùng ngoại ô, tôi có căn nhà tranh tuy bé nhưng thật sinh quận 12 ông ơi. Vô quận 1 thôi. Mắc nhất đất nước luôn. Wow. Nhớ cái nhà nãy nha, mua đừng lộn nhà nha. Rồi. Thôi đói bụng quá. Cái nãy giờ anh review sơ sơ thôi. Cái nội dung chính của video ngày hôm nay anh nói á là cái cách mà chúng ta xây nhà ở Việt Nam mình căn bản nó là sao. Ôi, mẹ ăn vô đây cơm sợ mập, sợ mập nha. Nè ăn vô đây cơm khổ dĩ á, nhưng mà là vô đây thịt nha. Đây gà, gà này ngoài dân đồn ship vô ở ngoài Bắc á, nó có gà đồi mà mình biết không, quận 12 với quận thành phố Hồ Chí Minh là khu người Bắc, mấy con gà này ngoài ship vô nhiều lắm. Là thịt bò này đầu bếp cũng bắt nấu luôn nha. Thí dụ á, bây giờ xây nhà ở thành phố Hồ Chí Minh á thì các em nên cố gắng chuẩn bị khoản tiền để mà xây. Thí dụ như tụi em có đất rồi đó mà tụi em chưa có tiền xây á thì cũng có một giải pháp á, là tụi em đi mượn nợ. Mượn nợ cha mẹ, mượn mà nợ bạn bè, mượn nợ người thân, cái cuối cùng mượn nợ ngân hàng. Nhưng mà anh nói em nghe vậy nè, mượn nợ thì mượn mẹ nó ngân hàng đi nha, cho nó sòng phẳng mấy em, cho nó sòng phẳng. Thí dụ như sau này lỡ có bể nợ á thì nhảy lầu chết thôi, nó không có ảnh hưởng tới người ta. Còn thí dụ như bây giờ á, em mượn nợ cha mẹ, mượn nợ hàng xóm đi, cha mẹ nó nuôi mình 18 năm rồi, mình về còn báo đời cái nhà nữa thì mốt rồi ổng bả đi đâu nếu mà mình thất bại. Còn mình mượn nợ bạn bè đó thì cũng khổ cho người ta, mình vác cái mặt móc của mình đi mình mượn á thì nhiều khi nó thương nó cho, mà lỡ mình xa cơ lỡ giận này nọ mình không có tiền trả cho nó rồi nó làm sao đó. Nên thôi, mình ra đời làm ăn đường cùng cứ đi mượn ngân hàng đi mấy em. Mượn ngân hàng xây cái nhà được nha. Em nào có nhu cầu thì anh chỉ cho cách mượn, anh giới thiệu luôn cho anh, không lấy phần trăm đâu. Anh làm trong nghề nên anh quen biết rộng lắm em nha. Chị nhỏ à, cái này cái đó là cái nhu cầu chính đáng. Tại sao nói vậy đúng không? Xây cái nhà đó nó không gì nó lỗ cả nè. Em mua cái xe em lỗ chết mẹ. Đừng có bắt chước thằng Duy Nguyễn. Nó bỏ 10 tỷ bạc nó mua xe hơi chắc giờ bán được chắc 3 tỷ á. Nhưng mà được cái nó nổ thôi. Nó mua cái xe đó nổ đi chơi vậy mà. Nhưng mà cái nhà là cái đúng. Nên mà khi xây cái nhà tụi em phải xây cho nó đúng đẳng cấp. Tất nhiên trong video này anh không có nói dài dòng sâu quá về cái vấn đề xây dựng. Anh chỉ nói căn bản là miếng đất mà xây được là phải đất ở, đất thổ cư. Nhớ nha, đất ruộng không xây được, đất trồng cây lâu năm không xây được. Đói quá. Qua tới vấn đề quan trọng anh nói cho mọi người nghe này. Xây nhà tránh những sai lầm sau đây. Thứ nhất á là tụi em phải xây nhà full phép. Nhớ nha,
em đã mua được miếng đất rồi, em xây nhà phải full phép. Còn em lỡ mua cái nhà của người ta rồi mà nhà của người ta có hai tấm gài bom đặt dịch cho nó nổ đi, để mình xây lại đúng không? Thà đặt hết, để mình xây lại cái đất cát. Hồi nãy anh cho em coi đó, cái nhà cao cao lùng lùng là xây full phép á. Cái nhà cũng cao. Cũng ổn, nhà cao cao mà không thể lùng lùng được, nhà cao cao mà nó trắng á. Còn cái nhà lùng bên đây 2 tỷ là nhà đó chưa xây. Thí dụ cái nhà đó mua mới thể đập lên xây lại, nếu mà đất nó cho xây. Còn trong trường hợp đất quy hoạch thì không xây được. Tại cái nhà đó cũng nhạy cảm nha mấy em. Cái nhà nằm ngay chỗ góc ngã tư đường. Cái nhà này mà góc ngã tư đường khả năng quy hoạch rất cao. Đó, khả năng quy hoạch rất cao, làm bùng binh đó. Wow. Hiểu không? Vậy thì anh ví dụ tụi em có mua được mấy đất 100m², tụi em cứ xây full phép. Tùy cái chỗ địa phương của em cho phép bao nhiêu tầng nữa. Mà thường thường tối đa 7 tầng, tối thiểu 4 tầng. Đó. Thì tụi em xây full như vậy để tụi em tránh cái trường hợp mà cái nhà, cái chỗ đó người ta cho xây 7 tầng, tụi em đi xây có 3 tầng. Đúng không? Tụi em xây 3 tầng là sau này là tụi em rất rất dở luôn, anh nói thiệt. Những người xây nhà chỗ đó là không có tầm nhìn. Có thể họ nói ở tại họ nghèo, họ xây vậy á. Nhưng mà không mà nghĩ ra đúng không? Mình đã xây có một lần thôi à. Tại vì bạn thiết kế cái ngôi nhà đó cho 7 tầng nó khác cho 3 tầng. Cho 3 tầng cái dàn móng nó yếu xìu à. Sau này bạn lên tầng đâu có được nữa đâu, ai cho lên. Bạn làm thủ tục sửa nhà nó phức tạp cực kỳ. Khó lắm. Đúng không? Mà bạn không nâng cấp được từ 3 tầng không thể nào nâng cấp được 7 tầng. Thà tôi xây 7 tầng tôi dư tôi bỏ đó tôi làm phòng trống. Sau này tôi có nhu cầu thì tôi bỏ người vô ở, hoặc là sau này tôi kinh doanh cái gì đó, hoặc là tôi làm phòng trọ luôn. Đúng không bạn? Ở thành phố Hồ Chí Minh này bạn có quyền chảnh. Các bạn có tiền mua đất thì các bạn có quyền chảnh. Tại vì dân tứ xứ nó vô Sài Gòn nó kiếm cơm thì cái nhu cầu về nhà ở rất là cao. Đó, tôi lấy ví dụ. Bây giờ mình tính nhẩm nhẩm nha. Giống như phòng này thuê được chưa? Nhìn thật lòng đi, phòng này thuê được chưa? Cái phòng dưới đang ngồi đó, thuê tuốt. Tối nó trải vô hai cái thảm, nó nằm được hai cặp. Bốn thằng chung vô đây nó ở, mốt đẻ đang đóng nữa. Đúng không? Vậy cái phòng này ở Sài Gòn cho thuê nhiêu? Ví dụ như hai này thuê nhà nhiều, tao hỏi nó coi. Ê, đó cá xa cá xanh, phòng này thuê nhiêu? Thằng xanh không biết áo cam trả lời. Má lạnh nào mày, 2,5 triệu phòng hả? Thấy không dễ ăn không? Cái phòng diện tích nhiêu? Bề ngang đây qua đây cao lắm, chắc được bề ngang 6m, sáu sáu 36, không tới 36 đâu, chừng 30 rồi. 3,5 triệu hả? Thôi lấy về 3 triệu hữu nghị thôi, đúng không? 30m ở trong tống lỏng vậy, không có gì trên trội, toilet ở ngoài, toilet chung. Thì bạn nghĩ coi, một cái nhà, một miếng đất 100m. Bạn làm bèo cái kiểu ma, kiểu quỷ cũng được 2 phòng đúng không? Đúng không? Cái kiểu quỷ gì cũng được bèo, nhất là phải được 2 phòng. Mà bạn xây lên 5 tầng là được 10 phòng đúng không? Cứ cho là 5 tầng đi, tầng dưới để xe. Thế thôi, tầng trên phơi đồ, ok. Hiểu chưa? Và được 10 phòng. 10 phòng tháng vô 35 củ. Ấm không? Có 100m thôi đó. Vậy thì để xây được cái đó mà 10 tầng mà như vậy á, được 10 phòng vậy thì tốn nhiêu tiền xây? Tính giá cho nghe. Cho là 3 triệu mét vuông. Nói chung là mấy anh xây nhà cho thuê nó rẻ, xây nhà phòng gym gấp đôi nha, phòng gym không có đúng á. Xây nhà cho thuê là 3 triệu mét vuông. Một sàn là 100m², vị chi là nhiêu? 300 triệu. Đúng không? Một sàn là 300 triệu. Tính nữa đi, nãy mấy sàn? 7 sàn đúng không? 3, 7, 2 tỷ mốt. 2 tỷ mốt mà nhà cho thuê có hoàn thiện gì đâu. Hệ số hoàn thiện bằng 1/2 hệ số xây. Tức là 3 tỷ mốt, nãy mấy sàn? 7 sàn đúng không? 3, 7, 2 tỷ mốt. Cộng với 3 tỷ, cộng với 1,5 tỷ nữa. Đúng chưa? Là khoảng 4,5 tỷ xong. Vô cứ 1 tháng bào ra 35 triệu. Năm được nhiêu? Năm được nhiêu mấy em? 400 triệu hả? Cỡ đó, đúng không? Năm 400 triệu, 10 năm 4 tỷ. Wow. Hồi nãy kêu 4,5 tỷ đúng không? Thì nhà bạn cho thuê 10 năm, ăn vốn chắc luôn. 10 năm sau giá nhà chắc lên 4 triệu phòng mình. Nó... Có thấy không? Bất động sản ăn đủ đường hết. Rồi chưa kể còn đường ăn khác nữa. Nhưng mà đường ăn khác thì tạm thời không phải nội dung trong video ngày hôm nay. Ý của Duy nói ở đây á, là các bạn cần phải xây nhà tối ưu diện tích. Cái nhà tối ưu diện tích của bạn nó sẽ sử dụng rất là nhiều công năng. Bạn để ở, bạn cho thuê, bạn làm kho, bạn để phòng khách, phòng vía, phòng này nọ kia, bà con dòng họ nó lên nó chơi, nó có chỗ nó ngủ, đúng không? Tối ông quýnh phỏm thì có chỗ ông quýnh phỏm, bà hát karaoke có chỗ bà hát karaoke. Cuộc sống của nó phải là như vậy, nó mới có tầm nhìn.
Còn bây giờ tụi em xây cái nhà 3 tấm tiền nó cũng thấp hơn một chút à. Mà em không phát triển được. Sau này mãi mãi em không lên được. Thà em xây nhà cho nó dư, nó đủ phép. Đó là nói về số tầng. Còn nói về mật độ nữa. Mật độ nữa. Thí dụ xây dựng miếng đất 100 mét mật độ 80. Đừng cãi. Ở dưới quê á thì 100 mét mật độ 50. Còn ở đây 100 mét mật độ 80 cũng 100 mét mật độ 100 luôn. Đó là luật quy định, không bàn gì trên. Mật độ là gì? Ông được xây cái diện tích xây dựng của ông, một sàn nó bằng diện tích đất thì kia mật độ 100. Diện tích xây dựng bằng 80 của diện tích đất thì mật độ 80. Vậy thì thường thường á, đây mật độ 80. 80 nó chừa cái gì? Chừa sân trước và sân sau. Mà thấy cái nhà nó thuộc sân sau xíu, nó chừa cái sân nó cho thoáng thoáng như nè. Nó cháy nhà nó còn chỗ bốc khói, hiểu không? Còn nếu mà lỡ cháy nhà mà không có cái đó nó cháy thì không chết cháy mà chết ngợp. Sân trước. Nó mà thấy cái nhà ta có cổng không? Có cổng, xong rồi cổng vô cái sân nhỏ nhỏ tới mấy nhà đó, sân trước đó. Xây full luôn. Chứ còn các bạn xây nhà tự nhiên á, có mấy ông nội nhà 100 mét xây 50 rồi. Chừa sân cho nó rộng vậy đó. Trời, ông ở Sài Gòn mà tôi duy dông ở dưới quê, bó tay. Còn nếu mà xây nhà chỗ đó cho xe hầm, ráng lùa thêm cái hầm nữa. Cái hầm đã nói rồi nhiều lần, giải quyết chỗ để xe, giải quyết phụ tùng này nọ kia các kiểu. Phải tối ưu diện tích, tối ưu công năng, tối ưu số tầng, tối ưu số sàn. Xây nhà nó phải như vậy nha mấy em. Sao bụng mày? Nó mà thấy giống không? Tư duy xây nhà của anh Duy, anh Duy chia sẻ với em hết. Miếng đất nào của anh Duy xây cái nhà cũng bự hết. Hôm qua bên đường số 6 thôi. Ông xây nhà vậy đó. Qua bên đây xây cái nhà nó không phải tối ưu công năng. Chỗ này để phải là chỗ này đáng lẽ tao xây một phòng cho tao thôi. Mày hiểu không? Nhưng mà tao đâu có thiếu tiền đâu. Mình phải dư cái tư duy ra, xây nhiều phòng lên. Để sau này có chuyện gì đó, nhân viên mình nó ở hay là gì đó, hay là mình qua đây có event, có tiệc tùng, thôi nôi, có gì đó, tổ chức được. Khách khứa tới dù khi tiếp 2-3 đòn này nọ kia còn chơi được. Cuộc sống á, thà dư đỡ không thiếu. Tại những cái phòng game của anh á, chỗ nào anh phải qua hết á. Mà chỗ nào anh qua nó phải có chỗ để anh ở. Bên quận 9 nó cũng vậy, ví dụ như anh qua có một việc gì á, thì anh phải có cái chỗ để anh nghỉ ngơi. Ví dụ như hoặc là tiếp bồ, cái lộn. Tiếp cái gì mấy em? À tiếp khách đi. Đúng không? Tiếp khách. Đó, ví dụ như em hả rảnh không? À rảnh thì tới thôi, tới phòng game anh phỏng vấn đi ra lầu 6 luôn nha. Cái nổ anh gì vậy? Không có thang máy, sao nhấn số 5 mà 6 đâu anh? À anh thang máy có thang bộ leo lên em, phòng mình trong đó đó. Đó, lên phỏng vấn nha. Hiểu không? Rồi, dành 5 phút nói ẩm thực. Thấy bữa ăn của Duy không? Bữa ăn gọi là bữa ăn healthy. Healthy là nếu mà bạn không biết đọc tiếng Anh á, bạn đọc là con heo đi thi. Nó kia là bữa ăn healthy. Healthy là bữa ăn nó săn sạch và đẹp. Gà là phải điên, bỏ da. Bỏ da, bỏ xương, bỏ mỡ. Bò là phải điên như vậy nè. Đó. Ăn cơm ít thôi. À, hàng nào ăn cơm càng nhiều chết càng sớm. Tại vì sao nó bị mập á, nó bị béo phì, chết nha. Này cà pháo. Món này của người Bắc mà. Vòng vòng ở đây nhà hàng toàn Bắc không à. Ở Việt Nam này á, người ta thấy là nhà mày lớn, nhà mày cao, rồi thì sao cũng không bằng nhà tao. Tức là thấy cái nhà kia bự xây, nó xây tao phải xây. Ở dưới quê cũng vậy nữa, thằng kia xây tao phải xây. Nên ở Sài Gòn này nó cứ đua nhau xây sùm. Bởi vì bụi như quỷ, cái đường cái vuốt cái mặt trời ở đất không. Bữa nào mấy em nhớ nhắc anh làm cái video về các bước pháp lý khi xây nhà nha. Hôm nay nói là tư duy về xây nhà. Cái tư duy về xây nhà người Bắc và người Nam khác nhau đi. Người Nam thực dụng, người Bắc xây thì kiên cố, thấy không? Thí dụ như nói về tường, tường dày, tường mỏng, tường dày nó cách âm tốt, chống mưa, chống nắng tốt. Nhưng mà tường dày thì nó mắc hơn tường mỏng. Đó. Thí dụ như Duy á, thì Duy xây tường dày không à? Tại vì thêm hàng gạch nó đâu nhiêu tiền đâu. Nó nên Duy xây tường dày, còn những chỗ kia nó xây tường mỏng, nó cho thuê. Nên bạn xây cái nhà công năng mục đích sao đó giống như nhà của mình đó. Thì mình đầu tư mất tiền, còn nhà cho mướn á thì mình đầu tư chút đỉnh thôi.
rẻ rẻ thôi để thu hồi vốn nha mấy em. Bởi vậy có thằng đó, nó săn đất săn mặt bằng cho thuê không à, không bao giờ nó ở gì đâu. Nó mua đất giống anh vậy đó, nó xây cụp lên cũng cao lắm, xong rồi cho thuê nhà hàng tiệc cưới. Không có vô nhà hàng tiệc cưới đi co trang trí, làm gì cũng có ăn nữa mấy em, có nhiều hướng ăn lắm. Mà cái đó là nói chuyện bài toán đại gia không à, nó không phù hợp với mấy em. Tâm người mười ý, có người nếu thân Duy Diễm mà chỉ cầm cò đi, anh Duy chỉ mua nhà, xây nhà nhỏ đi, mua nhà nhỏ đi, nhà nhỏ là chỉ rồi đó, mấy nhà nhỏ bên kia kìa. Còn bây giờ xây nhà nhỏ thì nãy cũng nói rồi, tìm thầu tìm thiết rồi nọ vô thôi, tạm biệt nha, xây nhà trong mơ đi mấy em. Hay thì xe và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.